Xin chào các bạn, mình là Bạch Dương. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy nhé. Bạn đang phân vân về việc lựa chọn vòng tay đá phong thủy nào cho chính mình hay cho những người thân yêu? Qua video này, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích về màu sắc cũng như loại vòng tay đá nào sẽ hợp bản mệnh và tốt nhất cho người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 dựa trên quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Người xưa có câu nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy, tứ gia tiên, ngũ đèn sách. Qua đó ta có thể thấy rằng phong thủy có một vai trò vô cùng to lớn, có tác dụng hỗ trợ, cải tiến vận mệnh cho chủ nhân. Việc lựa chọn và đeo các loại vòng tay đá phong thủy hay các loại trang sức đá phong thủy tự nhiên hợp với bản mệnh sẽ mang lại nhiều sức khỏe, tài lộc, may mắn và hạnh phúc cho gia chủ. Người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 có ngũ hành nạp âm là sơn đầu hỏa sẽ hợp nhất với các màu tương sinh cho bản mệnh, sau đó là các màu tương hợp. Theo quy luật tương sinh thì mộc sinh hỏa, vì vậy các bạn nên sử dụng các mẫu vòng tay đá phong thủy có các màu sắc tượng trưng cho hành mộc là màu xanh lục sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển. Ngoài ra, theo quy luật tương hợp thì các màu đỏ, tím, hồng, cam thuộc hành hỏa cũng rất tốt cho người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí, mang lại may mắn. Đối lập với quy luật tương sinh là sự tương khắc. Theo quy luật tương khắc thì thủy khắc hỏa, vì vậy các bạn không nên sử dụng các mẫu vòng tay đá có các màu sắc tượng trưng cho hành thủy như màu đen, xanh dương để tránh sự hủy diệt và hao mòn. Căn cứ vào những quy luật tương sinh tương khắc này thì những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 đã có thể phần nào lựa chọn được các mẫu vòng tay đá hợp bản mệnh tốt nhất cho mình rồi đúng không? Để biết rõ hơn đó là loại vòng tay đá nào và công dụng của chúng ra sao thì các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu qua video sau nhé! Vòng tay đá ngọc phỉ thúy. Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc phỉ thúy hay còn gọi là cẩm thạch, có chứa một số nguyên tố vi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, các nguyên tố vi lượng này được hấp thụ vào cơ thể, giúp hỗ trợ cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi, chống lão hóa, loãng xương. Ngọc phỉ thúy là loại vật chất tụ khí dương tốt nhất, có tác dụng trừ tà, giải âm, giải độc, thông huyết mạch. Ngọc phỉ thúy cung cấp năng lượng tích cực, giúp tinh thần sảng khoái, mạnh mẽ, tăng dương khí cho cơ thể. Vòng tay đá Thạch Anh Hồng. Theo các chuyên gia phong thủy, vòng đá Thạch Anh Hồng tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, không chỉ giúp đem lại may mắn về tình duyên cho các cặp đôi mà còn có tác dụng tốt trong việc duy trì mối quan hệ hòa thuận, hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Về mặt sức khỏe, Thạch Anh Hồng có tác dụng rất tốt cho hệ thần kinh và tim mạch, giúp loại trừ mệt nhọc ra khỏi cơ thể, giảm áp lực, căng thẳng, tăng cường sức khỏe cho người đeo. Khi đeo vòng tay đá Thạch Anh Hồng có khả năng tăng cường sự tự tin hơn, khả năng sáng tạo cho con người, có ý nghĩa đặc biệt với các nhà kinh doanh, làm ăn, giúp việc buôn bán có duyên, giảm tính đa nghi của khách hàng, từ đó thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Vòng tay đá Thạch Anh Tóc Xanh. Vòng Thạch Anh Tóc Xanh sở hữu nguồn năng lượng tốt nên với những người thường xuyên sử dụng loại vòng này sẽ giúp tinh thần luôn sảng khoái, làm giảm cảm giác lo âu, mệt mỏi và căng thẳng, từ đó giúp tinh thần luôn lạc quan. Ngoài ra, chúng còn giúp cải thiện được khả năng tự tin của người đeo bởi nó giúp tâm trí được khai thông, tinh thần minh mẫn, sáng suốt hơn. Vì thế mà người đeo có thể dễ dàng vượt qua được những thách thức trong cuộc sống để giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề. Vòng đá Thạch Anh Tóc Xanh là một trong những loại vòng mang nguồn năng lượng tuyệt vời, có thể giúp hấp thu những nguồn năng lượng tích cực và xua đuổi những loại năng lượng xấu, từ đó giúp mang đến may mắn, tài lộc cho người sở hữu.
Ngoài những sự lựa chọn trên thì các bạn còn có thể sử dụng các mẫu vòng tay đá như vòng tay đá Thạch Anh tóc đỏ, vòng tay đá Thạch Anh tím, vòng tay đá Ngọc Bích, vòng tay đá Thạch Anh mắt hổ đỏ, vòng tay đá Agat đỏ, vậy. Qua video này thì những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 đã có thể dễ dàng lựa chọn được các mẫu vòng tay đá phong thủy vừa hợp thời trang lại hợp bản mệnh tốt nhất cho mình rồi đúng không? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc lựa chọn và tìm mua các mẫu vòng tay đá phong thủy đã không còn quá khó khăn với mọi người. Tuy nhiên, để tìm được một địa chỉ uy tín, tin cậy mang đến cho bạn các mẫu vòng tay đá phong thủy có chất lượng tốt thì chúng ta cần phải xem xét kỹ, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hay các mẫu vòng tay từ đá kém chất lượng sẽ không đem lại hiệu quả cao. Hiện tại, hệ thống cửa hàng đá quý Thạch Linh bên mình có cung cấp rất nhiều mẫu vòng tay đá tự nhiên có chất lượng tốt cho người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, các bạn hãy liên hệ theo số hotline 0986 707 892 hoặc 091 199 8682 để được tư vấn miễn phí. Đặc biệt, khi mua các sản phẩm tại hệ thống bên mình thì các bạn sẽ được miễn phí làm lễ trì chú vật phẩm. Thứ hai, các bạn được miễn phí giao hàng về tận nhà. Thứ ba, các bạn sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Và thứ tư, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì chế độ bảo hành của hệ thống bên mình cho các mẫu vòng tay đá lên đến 1 năm. Với những kiến thức và kinh nghiệm dày dặn, khi đã tư vấn cho hàng triệu khách hàng, đá quý phong thủy Thạch Linh luôn vững tin là địa chỉ số 1 để bạn trao niềm tin, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn giá trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.